Mình chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, bữa nay ba anh em mình đi đi ra đồng làm cái lẩu ếch hầm măng nè các bạn. Đó, này ếch ếch đồng nha các bạn. Đồng quá bự các Ếch bạn. đồng hầm măng, này mình chặt rồi mình mặn ở nhà hết rồi nha các bạn, mình mới đem ra đây nha. Nghe nó để da ngon lắm các bạn. Này mình để da luôn. Với măng ở này nè các bạn, mình sắt ở nhà rồi mình luộc rồi nha, mình luộc sơ ngang cái rồi. Ở đây chỉ là mình khử mình đổ cho mình nấu à. Thôi tiếng hành mình làm cho mau Có bún nè. nha các bạn. Bữa nay mình làm ăn với bún nha các bạn. Không được gì được. Thì ra đồng mình làm ăn cho nó mát mẻ hơn các bạn ơi. Đây dầu với tỏi mình để chung vô chén luôn rồi. Hơi nhiều quá. Chút có gió lên như vậy. Đây cái này nó vàng rồi mình khử mấy con ếch trước nha. Ếch này nãy mình mặn sạch lắm nha các bạn, mình rửa chanh với mình rửa muối đồ mình trụng nước sôi nữa nha. Coi thử. Cái này nước mình đem bọc theo các bạn ơi, mình không có gì đựng nè. Phải nước không anh? Cái nồi ếch của mình đó các bạn, nãy giờ nó sôi rồi các bạn ơi, mình đang hớt bọt nè, mình thả măng vô luôn nha các bạn. Tại vì nãy giờ gió quá gió đó các bạn, nó sôi hơi chậm. Đây thì đường bột ngọt mình đem theo vô bọc nè các bạn ơi. Mình đem vô luôn. Wow. Chảo ếch quá ngon. Thì ếch hầm măng thì để cái da nó các bạn, nó dai dai, nó giòn ngon lắm nha. Mà mình phải làm kỹ sạch mới được. Vì ngoài động hơi gió nó hơi lâu sôi các bạn ơi. Mình nêm thử cái vừa ăn chưa nha các bạn. Được rồi.
vừa ăn đâu bạn. Đến mượn cho anh mượn ăn bún mượn ơi. Chín nè các bạn ơi. Đây. Nồi ớt hầm măng của mình. Ngồi đến mở. Bước đi. Đây các bạn ơi. Quá ngon các bạn ơi. Sao dữ bớt ra nè. Vừa hả? Trời ơi nó dai luôn. Bị ké luôn á. Rồi anh mời tất cả ăn miếng ớt cho mình nha. Mình thấy gì đây? Chén của anh kinh mực. Ừ. Ok. Ớt động da nè ơi. Lắm ngon. Măng ngọt. Thơm phải ngọt hơn. Mời các bạn ăn với mình miếng ớt nha các bạn. Chị ngoại ăn luôn đi mực. Bằng chung nó cũng ngọt đó. Mắm nó chấm cái. Ngon ha. Ớt động, ớt động ngọt. Đúng là ngắn hàng nha, ok gan. Ớt hầm măng ăn bún ngon lắm các bạn ơi. Quá trời cái chảo rồi. Dài không gã luôn á. Chảo này hơn cái chảo ăn tập thể nữa. Trời ơi mặn luôn. Ừ, cái trứng kìa. Ừ. Trứng đó mà có rượu làm. Mời các bạn ăn với mình cái ổ trứng của ớt các bạn. Rồi quá ngon. Trời ơi. Đó hả? Cây xài ở xài chua đó. Còn đâu trái hay trái bệnh á. Mình mạnh đi. Quá thử. Đấy là chỗ làm đắp đất chỗ này. Làm gì? Bạn ơi, đùa ớt nè bạn, nó dài lắm bạn. Nấu nãy giờ mà nó không gã luôn, dai nhách luôn á. Hả năng mình hút gọt gọt ngon. Quá ngon mà. Trời mát mát các bạn. Làm cái lẩu gì nè, ăn bún trời ơi ngon đã. Các bạn ơi, cái video đến đây anh em mình cũng làm cái lẩu măng nè các bạn. Nãy giờ mình với bạn Hải với anh Mừ anh không có ăn nữa các bạn ơi. Ăn nãy giờ hai anh em ăn cũng không hết nữa. Quá trời nhiều luôn. Nhiều quá nhiều rồi. Thôi video đến đây anh em mình cũng khép lại nha các bạn. Hẹn lại các bạn video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Chào các bạn.